Mới đây, viện cớ là để giúp cho doanh nghiệp nhanh chóng hoàn vốn đầu tư làm đường tránh nội ô Cai Lậy dài 12 cây số. Các quan chức đã cho đặt trạm thu phí ngay trên quốc lộ 1A chứ không phải trên cung đường tránh 12 cây số. Nói như lời của ông Trần Bang thì các nhà xe dù không đi đường tránh vẫn phải cống nộp đủ tiền cho trạm thu phí này. BOT thì là một cái phương thức đầu tư, cái phương thức thu hút vốn từ các nguồn lực khác, không phải từ ngân sách, là một cái sáng kiến về tài chính, không phải của Việt Nam mà là của trên thế giới để dùng cho việc đầu tư và phát triển hạ tầng. Thì cái BOT nó không có gì là sai, rất là tốt. Nhưng cái vấn đề cái lại dẫn đến cái chuyện tức là chúng ta đã du nhập cái mô hình kinh tế thị trường vào Việt Nam thì chúng ta cũng phải có cái du nhập cái mô hình thể chế chính trị để mà giám sát cái kinh tế theo thị trường thì mới có thể làm được. Thì cái BOT là một trong cái thí dụ như vậy. Ở trạm thu phí BOT Cai Lậy, ngay từ khi bắt đầu thu phí, cánh tài xế đã phản ứng bằng việc trả phí qua trạm bằng tiền lẻ. Việc đưa và đếm từng tờ giấy bạc lẻ đã nhanh chóng khiến dòng xe kéo dài hai đầu trạm thu phí. Không có luật nào cấm xài tiền mệnh giá nhỏ cả, nên khi kẹt xe kéo dài trên một cây số thì theo quy định phải xả trạm để xe qua lại tự do. Với một cái nhà nước mà độc quyền, một đảng không có đối lập và hạn chế cái phản biện, và những người phản biện thì rất dễ bị bắt, bị tù, thì nó dẫn đến nhiều cái hệ lụy, bởi vì người ta sẽ lợi dụng cái chính sách đó để nó nuôi dưỡng một cái nhóm lợi ích. Thì BOT Cai Lậy là một cái ví dụ. Thế thì báo chí đã nói rồi, tức là thực sự cái công ty đó chỉ được thành lập khi có cái dự án đó thôi, trước đó nó chưa có, tức là chưa có công ty vậy. Và cái công ty đó khi thành lập ấy thì nó họ chỉ có đâu có 16% vốn, họ vay đến 84% vốn của ngân hàng. Thế cuối cùng là vốn vẫn là thuộc ngân hàng, mà ngân hàng ở Việt Nam thì nó cũng khác ngân hàng các nước khác ở chỗ là lại dưới quyền của chính phủ, chứ nó không có độc lập như các nước khác. Thế thì riêng cái điều đó nó cũng là giống như là vừa đá bóng vừa thổi còi. Thứ hai là khi anh lại vừa xét duyệt, anh lại phê chuẩn dự án. Thế thì cái việc mà xét duyệt và phê chuẩn dự án ấy là không có cái sự phản biện của các cái tổ chức xã hội, hay là không có sự giám sát của báo chí, hay là của các cái tổ chức chính trị độc lập. Thế thì cái việc phê duyệt đó nó hoàn toàn là do nội bộ của cái bộ giao thông vận tải rồi của chính phủ, hoặc là các bộ khác thì cũng lại dưới chính phủ, và dưới chính phủ tức là lại dưới một cái đảng. Thế họ hoàn toàn có thể là làm theo cái ý chủ quan của họ, tức là họ có thể lưng cái dự toán đó lên ngay từ đầu. Về cái việc mà BOT để cho các cái nhà đầu tư họ đặt các cái trạm đó, tôi nghĩ rằng là sẽ phải suy nghĩ lại. Nếu là mở một con đường mới, tức là thêm một con đường mới, thì các nhà đầu tư họ có thể đầu tư để mà phát triển thêm giao thông cho Việt Nam là tốt. Còn ở trong tình trạng ở Cai Lậy đó là một cái đường tránh, tức là quốc lộ có trước rồi sau đó đô thị của anh mới xây dựng lên, và đô thị anh chiếm cái quốc lộ của quốc dân để chỉnh trang đô thị anh cho an toàn đô thị anh, thì anh buộc lòng phải xây một cái đường tránh khác. Và đường tránh đó anh phải trả tiền, anh buộc bù cho dân vì anh đã lấy cái đường quốc lộ của dân, chứ không thể bắt tài xế hoặc là bắt người dân phải trả tiền được. Trừ khi anh làm thêm một con đường mới song song mà con đường cũ vẫn xài đó, thì lúc đó anh mới có thể dùng ra phương pháp BOT để phát triển giao thông quốc gia được. Chuyện BOT đường bộ ở Việt Nam ngày càng hiện rõ những cú áp phe của các quan chức trong bộ máy cầm quyền. Câu chuyện cánh tài xế dùng tiền lẻ mua vé dẫn đến vỡ trạm thu phí BOT Cai Lậy đang tạo hiệu ứng domino ở nhiều trạm thu phí khác. Cái gì cũng vậy, dồn đánh quá, ắt sẽ vỡ bờ. Chúng tôi tường trình cho SBTN từ Việt Nam.